Chính sách tố cộng, diệt cộng là chính sách của quốc gia Việt Nam dưới quyền Thủ tướng Ngô Đình Diệm, rồi tiếp tục triển khai dưới thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, bắt đầu từ năm 1955, với mục đích truy tìm và tiêu diệt những cán bộ kháng chiến hoặc có liên quan đến Việt Minh, chế độ Ngô Đình Diệm gọi họ là Việt Cộng. Với luật 10 năm 19, chế độ Ngô Đình Diệm đã tổ chức các chiến dịch, tố cộng, diệt cộng tiến hành càn quét khắp miền Nam, giết hại hàng loạt những cán bộ, chiến sĩ từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Tố cộng là tổ chức những cuộc tố cáo những người cộng sản tham gia kháng chiến chống Pháp và tham gia đấu tranh chống Việt Nam Cộng hòa. Diệt cộng là tiêu diệt đảng viên cộng sản. Hàng chục vạn người dân thường cũng bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan tới Việt Minh. Hàng ngàn làng mạc đã bị đốt phá, gây ra sự căm phẫn cho rất nhiều người dân miền Nam. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phong trào đồng khởi của người dân miền Nam nhằm chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm.